Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chiếc máy trợ giảng của hãng Siru. Đây là chiếc máy có mã là SDS358. Máy này sẽ có chức năng là khuếch đại âm thanh cho các bạn. Ngoài ra thì nó có thể nghe nhạc từ thẻ nhớ hoặc là nghe đài FM. Và cũng có chức năng rất hay đó là ghi âm lại bài giảng. Ở đây chúng ta đang có 3 phiên bản. Nó là phiên bản màu xanh này. Ở trong này là một cái phiên bản màu gì ạ? Màu đen. Và đây là phiên bản màu hồng. Thì tùy thuộc cá tính các bạn có thể chọn cái màu sắc khác nhau. Hãng Siru thì rất nổi tiếng trong việc sản xuất những cái loa khuếch đại âm thanh hoặc là cái máy trợ giảng. Ở đây luôn có cái tem để các bạn kiểm tra hàng thật, hàng giả bằng cách bạn cào và bạn check ở trên trang web này. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về chiếc máy trợ giảng này. Đồng gói chúng ta sẽ có chiếc máy trợ giảng. Nó cấu tạo khá nhỏ gọn, công suất của máy này là 10W. Sẽ giúp các bạn nói trong cái phòng rộng khoảng 50m² một cách thoải mái. Sử dụng pin sạc nên chúng ta sẽ không phải cắm điện. Phụ kiện đi kèm chúng ta sẽ có là dây sạc, cổng mini USB. Đây là cái quai đeo. Và đây là chiếc micro gài đầu và các bạn cắm vào đây để thu âm thanh. Cái này sẽ giúp các bạn thoải mái trong việc nói mà không cần dùng tay. Về cấu tạo thì chúng ta thấy cái đài này sẽ có anten. Cái mang trợ giảng này sẽ có anten để bắt FM. Các bạn có thể nâng cấp cho cái này thành một chiếc máy trợ giảng không dây bằng cách là mua cái micro phát FM và cái này sẽ bắt về. Trên này sẽ có AUX, các bạn cho tín hiệu vào micro để cắm mic. Đây là volume mic. Còn đây là âm lượng. Đây là khe cắm thẻ nhớ. Bên cạnh này chúng ta có cổng DC 5V và có cả cổng USB để các bạn nghe gì ạ? Nghe nhạc từ USB hoặc là nghe các bài học ngoại ngữ. Phía dưới đây không có gì cả. Và trên này là các cái bàn phím bấm điều khiển nghe nhạc, ghi âm. Đây là có màn hình, vậy chúng ta sẽ thử bật lên. Đây là màn hình LCD. Bật lên chức năng thì không có gì cả. Chúng ta sẽ cắm cái mic này. Đầu tiên ta sẽ thử về chức năng. Các bạn phải để xa nó rộng. Alo 1, 2, 1. Ở đây chúng ta sẽ điều chỉnh được micro về volume và điều chỉnh được cái âm lượng của loa phát ra. Bạn thấy không? Âm thanh rất là tốt. Alo 1, 2, 3, 4. Alo. Alo 1, 2, 3, 4. Alo 1, 2, 3, 4. Alo, alo. Đây là đang phát âm thanh từ việc là thu từ cái micro. Và các bạn có thể đeo này để đi giảng dạy hoặc là giới thiệu dự án hay là đi hướng dẫn viên du lịch. Alo 1, 2, 3, 4. Alo, alo. Đây là cắm mic trực tiếp. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể bắt được cái mic không dây qua cái antenna FM hoặc là cắm thẻ nhớ. Bây giờ tôi sẽ thử chức năng cắm thẻ nhớ. Ok, nó sẽ phát nhạc luôn. Đây có tua nhanh này. Nhưng thế kêu rất to. Thì cái này sẽ thuận tiện hơn khi bạn copy học tiếng Anh hoặc bài giảng ha. Kích thước nhỏ nhưng kích thước to, công suất 10W. Ngoài ra thì cái này có chức năng ghi âm. Đây các bạn bấm đây sẽ ghi âm này. Alo 1, 2, 3, 4. Alo. Chúng ta sẽ ghi âm lại bài giảng và sau đó sẽ nghe lại được. Alo, alo. Đây là đoạn tôi vừa ghi âm. Alo. Chúng ta sẽ ghi âm lại bài giảng và sau đó sẽ nghe lại được. Alo, alo. Alo, alo. Trong quá trình vừa phát nhạc thì các bạn có thể bấm lên. Phát nhạc các bạn có thể vừa phát vừa nói được. Còn nút M này, nút mode để chúng ta gì nhỉ? Chuyển các chế độ. Alo M. Đây là chế độ đài nghe FM. Bạn bấm dò kênh.
Thì cái này nó sẽ kết hợp với cái micro không dây phát FM thì có thể thành là cái micro không dây. Đây là bắt được đài FM này. Rất là hữu ích. Thì đây là trong nhà nên có nhà bê tông nên âm thanh bắt được hơi rè, các bạn ở ngoài trời sẽ bắt tốt hơn. Ok, vậy là chúng ta vừa dùng thử cái máy trợ giảng của hãng Sidu. Rất là nhiều tính năng hữu ích. Ở đây các bạn có thể gài được này. Gài được cặp quần hoặc là các bạn đeo dây. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc máy trợ giảng của Sidu SD358, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.